Vâng, xin chào mọi người. Chào mọi người trở lại với kênh YouTube của Quốc Cường Ô Tô. Thì hôm nay tôi muốn giới thiệu với bạn một cái dòng xe Ben. Ben 7 tấn 7 cầu dầu, thùng 6 khối 6. Thì ngay trước mặt các vị bạn này chúng ta sẽ có Ben Trường Giang cầu dầu, máy du trai 6 máy nhá, động cơ 180. Thì tất cả những các vị bạn nào ở khu vực phía Bắc thì tôi không phải giới thiệu nhiều về xe này nữa. Vì phía Bắc sản phẩm Ben Trường Giang nó là thịnh hành nhất rồi. Thì trong khu vực miền Nam bên Trường Giang nó mới triển khai mạnh vào từ 3-4 năm nay thôi, nhưng nó chiếm trọn niềm tin khách hàng về những ưu điểm hơn hẳn những cái dòng xe Ben tại khu vực miền Nam, đó là cabin này là vô cùng cứng này, chất lượng cabin cao hơn những cái xe tải cùng xe Ben, xin lỗi, xe Ben cùng phân khúc rất nhiều. Xe Ben Trường Giang chúng ta cabin sẽ không bao giờ bị xuống trong vòng 3-4 năm đầu. Cái đèn sơn này cũng tốt hơn rất nhiều này, cứng hơn, cabin bằng thép đó. Đây là đèn sinh an bên hông bên ngoài, đây là logo đặc trưng của Trường Giang này. Ở đây chúng ta sẽ có hai mặt logo, một là phao, hai là TG viết tắt của Trường Giang. Đây là mạng chrome nhá. Bên trên này chính là thông số của xe. Bên TG cabin phao nhá. Máy du trai. Đó. Số khung là 016 này, số khung ta vừa qua với mỗi một xe số khung chúng ta lại khác nhau. Ở đây chỉ có đời 2017 thôi. Đời 2017 ga cơ thì chỉ còn một số ít xe thị trường thôi. Tải 7 tấn 7, tổng tải 16 tấn. Thùng chúng ta sẽ có là thùng dài 4m450, rộng 2m280 và chiều cao của bứng thùng đó là 640. Đó, thì ra nhân ra chúng ta sẽ có là Ben này là sẽ 6 khối 6. Đó, đây chúng ta sẽ có là những cái logo, ngoài những logo tích hợp của Trường Giang, chúng ta sẽ có hai cái tay nắm cửa đây để dùng anh em trèo đây để lau kính. Đó. Ở đây chúng ta sẽ chèo trực tiếp bên đây. Thường những cái xe bên tầm này chúng ta sẽ có là cái bậc ở đây, nhưng đáng tiếc là nhà máy Trường Giang nó chưa tích hợp. Đó, về đèn đấy chúng ta sẽ có đèn vuông thôi. Nói về xe Ben thì những cái mẫu mã thiết kế chúng ta chỉ có hai thứ quan trọng nhất thôi, đó là chất lượng của động cơ, khung, gầm, cầu. Đó, mời quý vị bạn chúng ta tiến sát đây xem. Ở bên Trường Giang á, chúng ta sẽ có lốp là lốp 41 mâm 20 nhá. Cầu dầu. Đây là cầu trước này, cầu trước thì đặc điểm chung thì xe nào giống nhau thôi. Ở trước chúng ta không có cầu, chúng ta cũng trục thôi. Đó, tiến lên phía sau. Đây là thùng xe. Thùng xe chúng ta là sẽ có 5 bừng mở. Chiều cao từ sàn thùng đến đây sẽ là 640. 640, 6,5. Thùng bầu hơi chúng ta sẽ có bầu hơi là inox nhá. Inox thay vào hơi sắt nên chúng ta sẽ không lo sợ về động nước. Một số cái dòng bồ hơi á, chúng ta sẽ bị động nước như này, hai thùng bồ hơi. Nhưng đối với thùng inox thì cái vấn đề này đã được gọt bỏ. Đây chính là cái điểm mà trên chiếc xe này mà tôi rất thích, mà tất cả anh em nào chạy khu vực hình đồi núi lún lầy đều thích, đó là cầu dầu. Cái đặc điểm chung của tất cả cầu dầu chúng ta nhìn thấy đây, đây là ụ cầu này, trụ trục này, đó, trong đây là dầu. Tất cả xe cầu dầu chúng ta sẽ có con ốc đây, đây là con ốc mở dầu. Hai nóc đây, bơm dầu, mở dầu đây. Đó là để phía điểm phân biệt giữa xe cầu dầu và cầu lắp. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu các bạn sơ qua về cầu lắp. Đó, thì đối với dòng Trường Giang á, thì chất lượng thì những anh em nào miền Bắc thì tôi nhắc lại chúng ta không cần nói tới nữa. Những quý vị bạn nào mà khu vực miền Nam mà muốn xe tải Ben Trường Giang tải 7 tấn 7, đó, thùng 6,5 khối, thì hãy liên hệ ngay số điện thoại bên dưới màn hình để chúng ta gặp em Cường để báo giá và tư vấn trực tiếp cái dòng xe này. Thời điểm hiện tại đến tính đến ngày hôm nay thì giá chiếc Ben Trường Giang tại miền Sài Gòn lăn bánh thì nó chỉ xấp xỉ là 750 thôi, gần 750 thôi. Đó, giá cả nó có thể thay đổi theo từng thời điểm. Xe này là xe 2017 ga cơ nha quý vị bạn. Đó, thì đây là các bạn đã nhìn thấy sơ qua Ben Trường Giang rồi. Và tôi xin nói thêm chút xíu nữa về Ben Trường Giang là một thương hiệu xe tải đến từ khu vực phía Bắc. Chúng ta đã được khẳng định về chất lượng và tải trọng của xe hay như là sức mạnh của động cơ này. Đó, thì quý vị bạn nào quý vị bạn xem qua về cái cầu lắp, xem điểm khác biệt giữa cầu lắp và cầu dầu, đến một số bạn chúng ta chưa nắm được, chưa hình dung được cầu dầu cầu lắp khác nhau điểm nào, thì mời quý vị bạn theo tôi. Đây chính là cầu lắp. Cầu lắp một cái điểm mà anh em quý vị các bạn đã nhìn thấy nó khác hoàn toàn so với cầu dầu. Đó, cầu lắp chúng ta sẽ bu lông bắt trực tiếp vào đây này.
chứ không phải gá cái mặt bích trong trên đây nữa, và đặc biệt là nó sẽ không có ống xả dầu và bơm dầu đây đâu đó. Và hai là cái trục này nó khác hoàn toàn đó, nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nó không được tròn và nó sẽ có cái chân bô lông này, chân này xếp bô lông này. Đó là điểm khác biệt giữa cầu dầu của lắp, mọi người có thể nhìn ngay thấy được khi nhìn vào cái trục sau của cái xe này. Vâng, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube Quốc Cường Ô Tô. Thì mọi người yêu mến kênh Quốc Cường Ô Tô hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ kênh YouTube. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào, tạm biệt.